Xin chào 500 anh em cùng toàn thể bà con cô bác đã quay trở lại với kênh của mình. Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé. Hiện tại thì mini game tặng áo phông 1P đang diễn ra rồi. Phải nói làm sao nhỉ, anh em tham gia nhiệt tình lắm luôn, quyết khô máu cho bằng được. Còn bạn thì sao, nếu chưa tham gia thì nhanh tay lên nhé. Chúng ta còn tận 4 ngày nữa cơ. Bên cạnh đó cũng có nhiều anh em thiện lành hỏi mình rằng mua như thế nào và cách mua ra sao. Thì hôm nay ở video này mình sẽ hướng dẫn anh em. Nói thật chứ, mùa hè nóng như thế này, quất một cái áo 1P đi chơi thì chất như nước cất rồi, đẹp trai xinh gái đừng hỏi luôn. Ok con dê, để mua hàng, đầu tiên các bạn truy cập trang web aosamsoi.com. Tiếp tới, bấm vô đăng nhập tài khoản. Tài khoản này thì sẽ được liên kết với link Facebook nha. Anh em không cần thiết phải mất thời gian đăng ký. Link với Facebook mà, ok đơn giản phải không? Rồi, bước 2 là chọn mẫu áo mà bạn chí mừng nhất. Như trong hình có rất là nhiều mẫu 1P, 1O hay là mẫu 1, 2, 3, 4. Mình sẽ bấm vô cho anh em xem nhé. Rất nhiều mẫu đa dạng phải không? Đẹp lòi con mắt luôn. Ok, chuyển qua mẫu 1 này. Phê đừng hỏi phải không? Trời ơi, cái nào cái đấy nhìn thích vãi. Cá nhân mình thì mình thích mẫu 4, vừa trẻ trung lại còn sáng tạo, đẹp mắt nữa. Đây các bạn xem này, lướt lướt qua này, chuyển qua nhá. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm các mẫu khác như Dragon Ball, Naruto chẳng hạn. Tất cả các mẫu này đều có mục 1, 2, 3, 4. Wow, nhìn cụ ma này, nhìn đẹp vãi luôn. Đặc biệt nhất, các bạn có thể chọn mẫu in áo theo yêu cầu, tùy ý anh em luôn. Ok, giờ mình sẽ mua mẫu này đi, áo này nhá. Chọn cỡ áo phù hợp ở đây này anh em này. Chuẩn size thì mặc mới đẹp trai được nha, các bạn để ý nhá. Có một điều lưu ý với anh em rằng, để mua được một sản phẩm thì bạn phải có 20k trong tài khoản. Tức là số tiền này sẽ trừ vào khi bạn nhận hàng. Ví dụ như áo 150k này thì khi bạn nhận sản phẩm ấy, bạn phải trả 130k thôi, vì ứng trước 20k trước rồi phải không? Anh em biết sao không ấy, dạo này tỷ lệ bùng hàng với đặt cho vui nó nhiều lắm anh em ạ. Mình hơi bị quan ngại vấn đề này, cho nên anh em thông cảm nhé. Ok, bấm vào mua và rồi chọn thanh toán. Sau đó điền địa chỉ thông tin mà bạn muốn nhận. Chọn địa chỉ của bạn, nơi ở, số điện thoại. Ok, vậy là đặt hàng xong rồi. Còn chần chờ gì nữa, quất thôi.